giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm chính Các vị bằng hữu xin chào mọi người Hôm qua nội dung chúng ta bàn đến là quan hệ thầy trò Một vị thầy tốt sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc đời của một con người Ảnh hưởng rất lớn Đối với tư tưởng quan niệm của một con người Có tuân theo giáo hướng thánh hiền hay không Thì sự hướng dẫn của thầy là một mấu chốt rất quan trọng Cho nên chúng ta hôm qua đã nêu ra Quan hệ thầy trò của người xưa Cũng cảm nhận được sâu sắc Thái độ của người xưa đối với thầy Quả thật là một ngày làm thầy Thì là cha suốt đời Quả thật là Điều quan trọng hơn Là phải đem Lời giáo huấn của thầy y giáo phụng hành Suốt đời không quên khi chúng ta có loại thái độ này để đứng trước thầy để đứng trước lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thì đạo nghiệp học nghiệp nhất định sẽ có thành tựu ngoài thầy tốt ra trên sự thật một người khiêm tốn một người được giáo dục khi đứng trước người sự vật mà họ đối diện đều có thể nhận được sự học tập rất tốt thí dụ nói đối diện người khi họ đứng trước người thiện họ có thể gợi nhớ đến lời giáo huấn trong đề tử quy của chúng ta nói đến thấy người thiện nhớ học theo người có đức hạnh lương thiện mà chúng ta mỗi ngày tiếp xúc nhiều như vậy chúng ta đều có thể sanh khởi cái tâm học tập cái tâm noi theo thì người thiện cũng là thầy của chúng ta thế là người ác họ có thể là thầy của chúng ta hay không thấy người ác liền phản tỉnh nhìn thấy người khác làm việc sai chúng ta phải biết phản tỉnh lại chính mình có phạm sai lầm như vậy hay không có thì sửa không cảnh giác có thì phải mau mau sửa nếu không có thì tự hứa với bản thân không được phạm sai lầm giống như vậy rất nhiều người sẽ đói hơi nhìn thấy người khác phạm phải lỗi lầm trong lòng họ thấy rất khó chịu mỗi ngày đều cứ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác trong lòng đùng đùng nổi giận cho nên ở trong xã hội này rất nhiều người là hận đời mỗi ngày lúc trà dư tủ hậu thường trách mắng khuyết điểm của người khác trong khi chúng ta đang phê phán khuyết điểm của người khác trên thực tế nội tâm của chúng ta có bình tĩnh hay không vậy không bình tĩnh Nội tâm tức giận bất bình Là đi ngược lại giới học vấn rồi Cái gọi là Khi học vấn thông sâu Thì tính khí bình Một người học vấn càng thông sâu Thì tính tình phải bình tĩnh Điềm đạm Có bạn sẽ nói Tôi thật sự không có cách nào không nhìn khuyết điểm của người khác Vì chúng tôi Sẽ cho họ một cái kiến nghị nếu như nhìn thấy khuyết điểm của người trong gia đình bạn hãy xem như là khuyết điểm của mình họ vừa nghe đừng cảm thấy rất khó hiểu tại vì sao xem khuyết điểm của người trong gia đình chính là lỗi lầm của mình chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa hướng dẫn họ chính là bởi vì đức hạnh của chúng ta không đủ cho nên con cái của chúng ta không có bị chúng ta cảm động mới tiếp tục học xấu cho nên là do đức hạnh của chúng ta không đủ không có cảm hóa được chúng nếu như nhìn thấy đồng nghiệp của chúng ta Chưa có làm tốt Thì chúng ta cũng phải xem như là lỗi lầm của mình Bởi vì là do chúng ta chưa có làm nên tấm gương tốt Khiến họ sinh ra tâm hổ thẹn Sau đó nói theo Cho nên đây cũng là lỗi lầm của chúng ta Chúng ta cũng phải bắt đầu Làm từ việc Tư thân của chính mình Khi chúng ta dùng tâm cảnh như vậy Để đối diện với người xung quanh chúng ta Chúng ta từng giây từng phút Sẽ thúc giục mình Không ngừng tăng trưởng học vấn Chứ không phí thời gian vào trong việc Của trách khuyết điểm Của người khác Cho nên người thiện và người ác Đều là thầy ta Không chỉ là người sự vật Cũng có thể là thầy Thí dụ nói Khi bạn nhìn thấy cây trúc bạn có thể học ở đó điều gì? Bậc Thánh Hiền của chúng ta Rất khéo về việc học tập Với trời đất dạng vật Thế thì chúng ta hãy cảm nhận một chút bằng nhìn thấy kỳ trúc Cảm thấy có thể học được những đạo lý Đối nhân sự thế gì từ trên thân kỳ trúc không? Chúng ta quán tưởng một chút về kỳ trúc Từng đốt từng đố Rất có chí khí Rất có nguyên tắc của nó Hay Rất hay Trúc có thể cúi xuống Khi càng cao nó sẽ hơi cúi xuống Kim tố là kim Kim cộng thêm hư Trúc là Tâm rỗng Thường xuyên có thể lắng lòng tiếp nhận Sự phê bình của người khác Cho nên Trúc cũng là biểu thị cho Đặc tính của người quân tử Còn gì nữa không? Trúc cũng có thể khiến chúng ta thể hội được Đạo lý gì của đời người Thí dụ tâm chúng ta thường xuyên rất thanh tịnh Bạn sẽ có rất nhiều gợi ý từ trong dạng vật Tánh ngộ của bạn sẽ khai chúng ta thử xem cây trúc này nó là từng đốt từng đốt cho nên không ngừng hướng lên trên thực ra đời người là phải không ngừng đột phá đi lên từng đốt từng đốt mà đột phá hơn nữa trên mỗi đốt của nó có mắt rất cứng cho nên đời người có rất nhiều giai đoạn bạn đều phải dũng mãnh tiến lên đột phá qua nó để đi lên Tốt rồi, chúng ta suy nghĩ tiếp còn gì nữa không? Trúc rất chánh trực Đứng thẳng hiên ngang bớt khuất Không khuất phục Lại có thể lắng lòng Tiếp nhận lời khuyên chính đáng của người khác Cho nên chúng ta nên học tính chính trực của Trúc Và cái chánh trực này là đại biểu cho một cái khí phách bên trong Chúng ta thường nói Đời người phải ngoài mềm, trong cứng cái cứng này là đại biểu khí phách rất chánh trực của một con người đối ngoại chung sống với mọi người phải mềm dẻo chính là phải viên dung một chút hiện nay rất nhiều người nói tôi rất chánh trực cho nên thường thường mở miệng hay nói thẳng không kiên về không có xem tình hình xem thời cơ khiến bạn bè nghe xong Thấy rất không thoải mái sau đó không chỉ không có cảm ơn lời khuyên của họ có thể còn quay mặt lại với họ cho nên ngoài mềm Là vẫn phải duyên dung một chút Biết quan sát thời cơ Sau đó hãy khuyên ngăn Chúng ta nhìn trúc Bạn có bao giờ thấy một cây trúc tự mình Ở nơi đó lớn lên hay không? Không có Cây trúc đều là Cả khớm Cả khớm cùng nhau lớn lên Cho nên trúc cũng đại biểu cho việc đó Rất biết lựa chọn bạn bè tốt Cùng nhau Tạo ra môi trường ảnh hưởng chúng ta nói thân giáo ngôn giáo còn có sự ảnh hưởng lớn biến đổi thầm lặng của môi trường đối với một con người gọi là cảnh giáo bên cạnh bạn đều là một nhóm bạn bè của đức hạnh chánh trực thì chúng ta cũng có thể đức ngày một tăng lỗi ngày một giảm ở trong cái bầu không khí này đạo đức của mình cũng sẽ tăng lên thêm cho nên tuân tử đã từng nói bồng xanh ma trung loài cỏ bồng này nó là tương đối mà ngoèo quanh co nhưng mà bạn đem nó trồng vào trong đám mẹ bởi vì mẹ đều là đứng rất thẳng thì tự nhiên cỏ bồng này cũng sẽ đứng thẳng lên không đỡ mà thẳng cho nên môi trường đặc biệt quan trọng đối với một con người nhất là ở trẻ con trước khi định tánh của nó nhận biết tri kiến của nó vẫn còn chưa có xác lập thì môi trường là đặc biệt quan trọng thời xưa mẹ mạnh tử để tìm cho con một môi trường tốt nên có câu chuyện mẹ mạnh tử ba lần về nhà lần thứ nhất là về đến đúng vào bên cạnh khu mã mộ sở dĩ là thường xuyên thấy rất nhiều việc tang lễ nên mạnh tử liền học tập làm việc tang lễ người mẹ nhìn thấy không thích hợp nên nhanh chóng về nhà lần thứ hai về đến dùng phụ cận chợ buôn bán mình tử học tập việc bán đồ ở nơi đó bán thịt heo ở nơi đó mẹ mình, mình tử lại cảm thấy không thích hợp nhanh chóng về đi tiếp cuối cùng về đến gần trường học mạnh tử mỗi ngày liền vào trong trường để cùng đi học với người ta Đến lúc này mẹ mình tử mới cảm thấy tương đối an tâm. Nếu như không có mẹ mình tử đi, lựa chọn một cái môi trường tốt cho mình tử thì có thể mình tử của chúng ta sẽ không thể xuất hiện trên đời này rồi. Cho nên một người học vấn đạo đức có thành tựu quả thật là có quan hệ trực tiếp với cha mẹ của họ, với thầy của họ. Một ký trúc có thể khiến chúng ta tiếp nhận được rất nhiều đạo lý. Đối nhân sự thế Tôi thường hay hỏi học trò một số vấn đề Câu trả lời của họ có khi cũng có thể nằm ngoài dự đoán của chúng tôi Cho nên thật ra trẻ con rất có tánh ngộ Tôi hỏi trẻ con Con có thể học được gì từ trên thân cây trúc Trẻ con trả lời là Cây trúc Tinh thần của nó chính là ở đâu Cũng vì nhân dân phục vụ Tôi hỏi gì sao vậy Chúng nói thầy thấy cây trúc Măng có thể ăn được trúc có thể xây nhà Lá trúc nó có thể gói bánh Cho nên toàn thân của nó không có chỗ nào không dùng được Chúng tôi nghe đến chỗ này đều cảm thấy rất hổ thẹn Bạn xem cây trúc quả thật là Cúc cung tận tụy Đến chết mới thôi Nó đem toàn bộ thân mình đều hiến dân Hơn nữa khi hiến dân ra Thì hoàn toàn không có đòi chúng ta một xu nào Còn chúng ta mới là một chút việc thì đã mặc cả với cha mẹ Liền mặc cả với bạn bè thân thích rồi Tôi đối với anh tốt như vậy Anh nhất định phải như thế nào đối với tôi chứ Cho nên người chúng ta thật sự là Cảm thấy mình còn thua so với cây trúc Cho nên Cây trúc Bạn có thể thấy hội sâu sắc Là có thể từ trên thân nó Mà học được một số đạo lý Đối nhân sự thế ở trong kinh điển của chúng ta rất thường dùng nước để dụ cho đức hạnh cho nên ở trong sách lão tử nhắc đến thượng thiện nhược thủy thượng thiện nhược thủy các vị bạn hữu bạn cảm thấy nhìn thấy nước có thể khiến bạn thể hội được đạo lý nhân sanh gì vậy nếu như trong lúc bạn đang nhìn nước mà trong đầu vẫn hôm nay cổ phiếu có xuống hay không thế thì không thể ngộ ra được đạo lý rồi vẫn đang phiền não con trai của tôi vẫn chưa cưới vợ thế thì bạn không thể ngộ ra được đạo lý đâu khi đứng trước vạn vật chúng ta có thể tĩnh tâm trở lại có thể thể hội được rất nhiều đạo lý đối nhân sự thế từ trong đó bạn nghĩ đến nước có nghĩ ra được gì hay không cái nước này có thể co có thể duỗi biết co biết duỗi mới có thể làm việc việc lớn cho nên nước đổ vào trong bất kỳ đồ đựng nào nó cũng đều có thể vào được sau đó biến thành cái đồ đựng đó mà không tạo ra xung đột với nó ở trong lễ ký học ký nói quân tử bất khí một người quân tử cái gọi là đại đức bất quan người có đức hạnh bạn đem họ đặt ở bất kỳ vị trí nào Họ cũng có thể đem công việc làm rất tốt Họ có thể hòa nhập vào trong tình cảnh Mà họ gặp phải bất cứ lúc nào Dùng đức hạnh của họ để biến đổi cái đoàn thể này Thượng thiện như thủy Bạn xem Nước lợi ích cho tất cả dạng vật Bất kỳ Một sinh vật nào muốn sinh tồn Đều phải cần sự tưới nhuận của nước Nước lợi ích cho dạng vật Nhưng không cần Đòi thù lao với người Với dạng vật Cho nên thật sự Nước là Rất có đức hạnh Nó tưới ngừng dạng vật Đây là sự sống cho muôn nơi Đây là đức hạnh của nó Chúng ta ở trong kinh điển Rất nhiều chỗ đều có nhắc đến nước Thí dụ ở trong luận ngữ đói Thề giả như tư phụ Bất xả trú giả Chính là nói dòng nước này chảy có giây phút nào dừng lại hay không không có dòng nước cứ chạy mãi không ngừng cái lúc này bạn phải nghĩ đến ngày tháng một giây thì cũng không dừng lại cho nên đại biểu chúng ta phải biết quý trọng thời gian một đi không trở lại cho nên chúng ta đời này là bất kỳ việc gì có khi cũng là Là một chút rồi nghĩ Rất ít có bệnh chí làm từ đầu đến cuối Chỉ có một sự việc bằng xưa đây chưa hề dừng lại bao giờ Sự việc gì vậy? Chính là chúng ta từ lúc sinh ra Đã luôn luôn vô cùng nỗ lực Đi về cõi chết Một giây cũng không dừng lại Cho nên quý trọng thời gian Đời này không thể luống qua để không có lỗi với bản thân Để không phụ lòng công ơn dưỡng dục của cha mẹ Để không phụ lòng công ơn bồi dưỡng của thầy cô Để không phụ lòng bao nhiêu người đã từng khích lệ chúng ta Giúp đỡ chúng ta, đề bạc chúng ta Ở trong quá trình đời sống này của chúng ta Chúng ta không được để họ thất vọng Chúng ta không được để họ buồn lòng Cho nên văn thiên tường có một câu nói Nhân sanh từ cổ Thùy vô tử Lưu thủ đan tâm chiếu hạng thanh Đời người không có người nào có thể thoát khỏi cái chết Nhưng mà đời này Làm thế nào kinh doanh Làm thế nào để đời này sống thật có giá trị Thật có ý nghĩa Thì phải dùng đan tâm của chúng ta Chữ đan này là màu đỏ Ý nghĩa là chỉ lòng thành của chúng ta tâm chân thành chiếu hãng thanh hãng thanh là chỉ cho lịch sử sự sách chúng tôi thời đó khi học lên cao trung thuộc đến chỗ này hãng thanh kiểm tra ra thì bạn sẽ viết là sử sách tốt được hai điểm chúng ta đời này dùng tâm chân thành chiếu quyển lịch sử nào gì các vị bằng hữu Chiếu quyển lịch sử nào Cuộc đời của bạn nên dùng tâm chân thành của bạn Dùng chân tâm của bạn Chiếu lịch sử của ai Đời người trước tiên Phải không phụ lòng chính mình Là chiếu cái quyển lịch sử này của chính mình Khiến cuộc đời của bạn Sau khi mỗi năm mỗi năm đi qua Nhìn lại quãng đời đã qua Cảm thấy trong lòng rất an ủi Không có phí thời gian vô ích Có tận tâm tận lực làm trọn bổn phận của mình Làm trọn chức trách của mình Thế quyển lịch sử này của bạn khi đọc lên Bạn mới không hối tiếc Chúng ta hồi tưởng một chút Đời người mấy chục năm đi qua Bạn có cảm thấy không hối tiếc hay không? Cảm thấy rất trọn vẹn không? Thật ra ta ở trong toàn bộ quá trình 30 năm cuộc đời này Thường thường hay cảm thấy rất vô vị Không biết đang làm gì Thí dụ nói đi học đã học 16 năm Đang học sơ trung cao trung thậm chí khi đang học đại học Đặc biệt cảm thấy nội tâm rất vô vị Giống như không có mục tiêu của cuộc sống Khi học sơ trung chỉ có một mục tiêu là gì vậy? Thì lên cao trung Bạn cứ dốc sức xong vào nơi đó Kết quả vào được rồi Đó phải là mục tiêu của đời sống hay không? Không phải Sau khi vào được rồi Nó lại biến thành một cái mục tiêu khác Gọi là gì vậy? Thì vào đại học sau đó vào được đại học rồi Một công việc tốt Ở trong cái quá trình này Tại vì sao không có người nào nói cho ta biết Mục tiêu lớn nhất của cả đời bạn chính là Phải là một người con hiếu thảo Mục tiêu lớn nhất trong đời này của bạn Chính là phải là một người có thể biết Luôn yêu thương người khác Là giống như Phạm Trọng Im Nếu như sơ trung tiểu học của ta Có người nói cho ta biết Cuộc sống phải có mục tiêu như vậy Thế chúng ta từ nhỏ làm người con hiếu thảo Thì nội tâm tuyệt đối sẽ không vô dị tuyệt đối sẽ không cảm thấy trống rỗng Bởi vì khi chúng ta chỉ có cái mục tiêu Trên thực tế cái mục tiêu đó đều là gì tự tư tự lợi của bản thân Đều không có gì người trong nhà của mình Vì bạn bè của mình mà bỏ công sức ra Thậm chí là vì xã hội là một chút việc Đời sống chỉ cần ở trong bỏ công sức ra Thì nội tâm của bạn mới thường luôn cảm thấy rất dạt dào Rất sung sướng Cái gọi là bố thí có phước hơn thọ nhận cho nên ở trong hơn một năm nay Chúng tôi diễn giảng hơn 300 đợt Thường thường đều là đi sớm về khuya Rất sớm đã ra khỏi nhà rồi Hơn 8 giờ ra khỏi nhà Bởi vì rất nhiều khóa trình là đang giảng cho phụ huynh Cho nên đều là trong khoảng 7 giờ rưỡi Đến 9 giờ rưỡi cái thời gian này Sau 9 giờ rưỡi có thể vẫn còn một số phụ huynh Sẽ hỏi một số vấn đề Cho nên thường xuyên có khi đi xe đạp Trở về đến nhà cũng hơn 10 giờ 11 giờ Sau đó nghỉ ngơi vui đùa một chút Lúc lên giường cũng khoảng 12 giờ Mỗi ngày mệt gần chết Nằm xuống là ngủ như chết vậy Rất nhiều người liền nói thầy Thái Thấy thầy vất giả như vậy Tôi nói tôi cảm thấy tôi không có vất giả chút nào Tôi nói cuộc đời không sợ thân mệt Chỉ sợ tâm mệt chỉ sợ bản thân cảm thấy không có một chút cống hiến gì Đối với gia đình, đối với xã hội này Cho nên hơn một năm trở lại đây Đã giảng hơn 300 đợt diễn giảng Thân thể rất mệt Vừa nằm xuống hôm sau Lại là một vị anh hùng Nhưng mà trong tâm lý Đời này xưa nay không có loại cảm giác an vui này Cho nên khi lần đầu tiên tôi trở về nhà Báo cáo với cha tôi Về 3-4 tháng nay của tôi Vào lúc đó Vừa đúng vào dịp Tết Trở về nhà báo cáo với cha tôi Từng ly từng tí những việc đã làm hơn 3 tháng nay ở Hải Khẩu Quá trình lắng nghe của cha tôi Hơn 2 giờ đồng hồ Nghe thấy đều rơi nước mắt Tôi có thể cảm nhận được cha tôi Bởi vì nghe thấy nhiều gia đình có thể biết cách giáo dục Con cái như thế nào như vậy Nhiều người con bắt đầu hiểu được Trọn đạo hiếu là bổn phận của họ như vậy cho nên cho tôi nghe xong rất cảm động khiến cha của tôi có thể cảm động khiến cha của tôi cảm thấy con trai mình làm những việc này là việc làm có ý nghĩa trong nội tâm của chúng tôi cũng cảm thấy tương đối có trách nhiệm đối với cha khi tôi gọi điện thoại về cha của tôi còn nói con không cần lo lắng việc trong nhà yên tâm đi làm là tốt rồi cha tôi còn an ủi tôi bỏ tôi đừng lo lắng lung tung cho nên biến thành người trong cả gia đình đều rất ủng hộ công việc của tôi bởi vì quả thật là mỗi một người đều hy vọng có thể làm điều gì đó nhiều hơn cho người khác làm điều gì đó nhiều hơn cho xã hội chỉ là có khi không biết bắt đầu làm từ đâu thật ra chỉ cần bắt đầu làm từ bản thân bắt đầu làm từ việc tu thân của mình thì tự nhiên như vậy ảnh hưởng của chúng ta đối với xã hội cũng sẽ tự nhiên thành công mở ra được trước mắt chúng ta nhắc đến rất nhiều vị thầy họ ở trong trường cũng là một con người nhưng mà bởi vì họ tận tâm tận lực làm tốt bổn phận của mình cho nên ở trường học trò trong lớp này của họ có biểu hiện rất tốt biểu hiện rất tốt người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy rất là qua nghĩ là cũng hy vọng làm giống như họ vậy họ chỉ làm tốt bổn phận của mình liền kéo thêm toàn trường thậm chí là lại đem kinh nghiệm của họ viết thành bài văn gửi lên trên mạng đại phương quản của chúng ta để càng có nhiều người có thể học tập hơn họ cũng đi đến các tỉnh để diễn giảng đem kinh nghiệm hiến dân cho mọi người cho nên một người muốn lợi ích xã hội Hoàn toàn không phải là việc rất phức tạp Và cơ sở quan trọng nhất là ở chỗ nào gì Cơ sở ở trước tiên làm tốt mình Làm tròn bổ phận của mình Cái gọi là đôn luân tận phận Ở trong đôn luân tận phận Năng lực của họ sẽ dần dần nâng cao Cái lúc này sẽ tự nhiên thành tựu Ở trong đại học có một câu nhắc nhở vô cùng quan trọng đối với đời sống của chúng ta chính là tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân từ thiên tử đến người dân bình thường tầng lớp thấp hèn đời sống của họ phải bắt đầu từ đâu vậy nhất thị gia dĩ tu thân di căn bản tu dưỡng đạo đức của mình là nền tảng cơ sở quan trọng nhất có thể tạo dựng sự nghiệp ở trong gia đình ở ngoài xã hội của cả đời một con người Là ở tu thân Các vị bằng hữu Khi một người không tu thân Không có đức hạnh Thì sự nghiệp trong đời này của họ Nhất định sớm muộn gì Cũng sẽ bị sụp đổ Cho nên rất nhiều người Khi thấy người này lại không có đức hạnh Mỗi tháng vẫn cứ kiếm được nhiều tiền như vậy Bản thân nhìn thấy là thật bất bình nhìn sự việc không nên chỉ nhìn bề ngoài phải nhìn đầu đuôi ngọn ngành ngọn ngành là đại biểu họ sau này sẽ phát triển thành ra kiểu gì đầu đuôi là tại vì sao họ không có đức hạnh mà hiện nay có tiền tại vì sao không có đức hạnh mà hiện nay có sự nghiệp đầu đuôi khi bạn nhìn ồ hóa ra đúng lúc ông của họ cha của họ có tiền nhưng mà bạn nhìn thấy công nhân của họ có thể giữ lại được hay không nếu có đức hạnh mới có thể lay động được tâm của công nhân, bằng chỉ là có tiền, đối xử công nhân không tôn kính. Không tôn trọng, không quan tâm, công nhân có thể giữ lại được hay không? Là không thể. Cho nên họ không có đức hạnh thì họ sẽ không hiểu nghĩa quân thần. Họ sẽ không thể dẫn dắt tốt công nhân của công ty này thì dần dần họ sẽ bị thất bại. Cho nên lão tự nói hoài cùng phước. Họ phước tương y. Là đồng thời tồn tại Tại vì sao giàu không quá ba đời vậy Bởi vì không có đức hạnh Chỉ cần có tiền Nguy cơ liền xuất hiện ngay Chúng ta thấy Bậc Thánh Hiền Trung Quốc Sáng tạo ra chữ rất có trí huệ Cái chữ tiền này viết như thế nào vậy Bên cạnh chữ kim Kết hợp thêm hai cây hoa Chính là dao Cho nên tiền càng nhiều sẽ càng có xung đột Hai cây dao này Nước xung đột với nước Thậm chí là ở trong gia đình Quyên đệ đánh nhau Cũng là vì tiền bạc Hiện nay bởi vì không có thánh hiền chỉ dạy Cho nên ở trong đời sống thường ngày Chúng ta thường thường cũng hay nhìn thấy Quyên đệ tranh tài sản Thật ra trong khi quyền đệ đang tranh tài sản Thì họ đời này đã lộ ra hình tướng thất bại Cuộc đời của họ không thể kinh doanh tốt được Bởi vì động tác của họ hiện nay Là đã tạo ra tấm gương xấu xa nhất Cho thế hệ sau của họ Hình ảnh họ làm mẫu cho con cái họ Là chỉ cần gì tiền Quyền đệ cũng có thể trở mặt thành thù Cho nên người không lo xa Nhìn không xa đều thể hiện ra tính cách nhất thời. Đã tạo ra một số việc khiến cuộc đời hối tiếc, cho nên tu thân quan trọng, đức hạnh quan trọng. Chúng ta cần dùng tâm chân thành giết lịch sử của mình để không phụ lòng bản thân. Các vị bạn hữu còn phải giết lịch sử của ai vậy? Dùng chân tâm của bạn ở trong lịch sử của ai Viết lên một bài thơ Bi hùng ca vậy Cho tổ tiên của bạn Nào xin một tràng pháo tay Khích lệ cho anh bạn này Cho tổ tiên quá hay Bạn nói ra câu nói này Thì tổ tiên của chúng ta sẽ cảm động đến rơi lệ Hiện nay bạn đi hỏi sinh viên Điều quan trọng nhất của đời người là gì? Họ có nói với bạn là Muốn viết lịch sử cho người Trung Quốc hay không? Có thể nói ra được không? Nếu như bạn hỏi sinh viên là Căn bản của người là gì? Họ sẽ bảo sao anh lại hỏi cái vấn đề nhàm chán như vậy? Tại vì sao anh không hỏi tôi? Hiện nay ca khúc tình hành ca khúc nào phổ biến nhất? Ở trong đầu là Nghĩ những thứ này Suy nghĩ ở trong đầu không phải là làm người Cần phải tròn trách nhiệm gì cho nên làm người cần phải tròn bổn phận hiếu đạo thì chữ hiếu này không chỉ là đối với cha mẹ mà còn đối với tổ tiên nhiều đời của chúng ta chúng ta cũng cần phải tròn cái bổn phận hiếu đạo này chúng ta nhận được nhiều trí huệ ân trạch của tổ tiên như vậy chúng ta lấy gì để báo đáp đương nhiên phải lập thân hành đạo đem lời giáo huấn của tổ tiên thực tiễn vào trong gia đình Thực tiễn vào trong công việc Để cho gia đạo của gia đình Có thể truyền thừa Để những tư tưởng của cổ thánh tiên hiền này Có thể phổ biến truyền rộng ra trong xã hội Điều này rất quan trọng Cho nên xin hỏi các vị bằng hữu Bạn đã viết lên bài thơ Bi hùng ca ở trong lịch sử cuộc đời Của cha mẹ bạn chưa Bạn có thể khiến cha mẹ bạn Mỗi một lần nghĩ đến Tôi sinh ra đứa con này thật là không có uổng công Tôi sinh ra đứa con này Thật là vô cùng an ủi Nếu như ở trong quyển lịch sử đó Của cha mẹ bạn Khi mở ra lúc nào cũng đều thỏa mãn như vậy Thế thì bạn đời này Đã viết lịch sử ở trong cha mẹ Vô cùng có giá trị Tiếp đó còn phải ở trong lịch sử của ai vậy Cố gắng dùng tâm để viết lên bài này Cho con cháu đời sau Ồ quá hay Xin một tràng pháo tay để khích lệ cho anh bạn này Chúng ta hiện nay đi hỏi một số nam nữ trẻ tuổi Người kết hôn Bạn hãy hỏi họ một vấn đề Gia đạo gia phong của bạn sẽ truyền được bao nhiêu đời Khi bạn hỏi họ như vậy Họ bỗng nhiên sững sờ ngay Vì sao vậy? Chưa bao giờ nghĩ đến Cho nên thái độ làm cha mẹ người ta hiện nay của chúng ta So với người làm cha mẹ người ta của thời xưa Thì chúng ta thật sự là quá kém xa rồi Người ăn học thời xưa cũng tốt Tổ tiên của chúng ta cũng tốt Trong suy nghĩ đều là con cháu đời đời kiếp kiếp Cho nên Tư Mã Quang đã từng nói qua cái đoạn văn này Ông nói di kim ư tử tôn Mà để lại vàng bạc cho con cháu Con cháu chưa chắc có thể giữ được Di thư ư tử tôn Bạn để lại một số sách cho con cháu Con cháu chưa chắc có thể đọc được Không bằng tích âm đức Trong chỗ âm thầm Sâu kín để làm Kế lâu dài cho con cháu Cho nên bạn thấy người làm cha mẹ người ta Thời xưa Cái họ nghĩ là gì Tích phước dày tích âm đức Che chở đời sau Tuyệt đối không phải chỉ là để hưởng lạc cho đời mình mà thôi cho nên họ có loại đức hạnh này họ mới có thể che chở đời sau không chỉ che chở cho đời sau bởi vì họ ở trong âm thầm đều đang tích âm đức tất cả lời nói hành vi của họ đều đã tạo nên hình mẫu tốt đẹp nhất cho con cháu đời sau mà học tập cho nên cha mẹ có loại nhận thức này thì gia đạo của họ đều có thể kéo dài mấy ngàn năm mấy trăm năm không dứt các vị bạn hữu Gia phong của bạn muốn truyền bao lâu Xem chính mình Nếu có lập chí Chúng ta nói việc học quý Ở lập chí Chúng ta có chí hướng muốn truyền Một ngàn năm Nếu như bạn có cái chí hướng này thì thì bạn từ hôm nay trở đi tuyệt đối Không được ở chỗ đó Đến mạc dược. Phí thời gian của mình như tạo hình ảnh không tốt cho đời sau Bạn có thể từ nay vì sau Đọc sách thật chăm chỉ Làm việc thật chăm chỉ Đối xử cha mẹ rất hiếu thảo Con cháu đời sau của khổng lão phu tử Đã truyền được hơn 2.500 năm Truyền đến hiện nay được 7-80 đời rồi Con cháu đều vô cùng ưu tú Vì sao vậy? Bởi vì sự ảnh hưởng của phu tử Đối với toàn bộ Trung Quốc Thậm chí là toàn bộ nhân loại Đều là mang tính lâu dài cho nên âm đức đặc biệt vậy và mọi người vừa ra đời đã biết họ là con cháu của khổng lão phu tử thì lập tức cảm thấy rất là vinh dự cảm thấy mình không thể làm mất mặt khổng phu tử cho nên lời nói hành vi đặc biệt là cẩn thận rất sợ mình làm nhục tổ tiên khi chúng ta đã tạo nên hình ảnh như vậy cho con cháu của bạn khi họ biết họ chính là con cháu của người nào đó Thì họ lập tức trạng thái của toàn thân cũng khác Cho nên ngày nay nếu như có người đến nói với bạn Đã xác nhận bạn chính là con cháu đời thứ mấy của khổng lão phu tử Thì bạn lập tức bước đi liền khác nhau ngay Con cháu của Phạm Trọng Im truyền đến hiện nay đã gần sắp một ngàn năm rồi Tôi trong quá trình phổ biến học kinh Còn thiếu xúc được hai vị hậu duệ của Phạm Trọng Im trong đó có một vị hiện nay vẫn đang làm thầy giáo Ngữ văn của một trường cao trung rất nổi tiếng ở Hải Khẩu Hơn nữa là một vị danh sư dạy vô cùng giỏi Con gái của ông hiện nay vẫn đang học Khoa trung văn tại Đại học Bắc Kinh Cho nên bạn xem cái gia phong đó đã liên tục kéo dài mấy ngàn năm Một ngàn năm cũng không mất đi Đúng lúc có một lần diễn giảng ở Chu Hải Tôi vừa diễn giảng xong ở trong nhà của một người bạn Hàng xóm đối diện của người bạn đó Có một vị thầy đang ở đó Ông cũng đi nghe giảng Ngày hôm sau Ông liền chạy qua nói Hy vọng nói chuyện với tôi một chút Sau đó vừa ngồi xuống Tôi thấy gương mặt ông rất lớn tay trái tay cũng rất lớn Vừa thấy là rất có phước tướng Kết quả ông bắt đầu câu đầu tiên là nói Tôi là hậu vệ của phòng trọng im Cho nên điều này quả thật chúng ta tích phước vậy Thì thật sự có thể khiến con cháu của chúng ta được sự che chở Sức tốt cũng khiến con cháu chúng ta có rất nhiều hình mẫu có thể noi theo cho nên các vị bằng hữu cuộc sống của bạn nên ở trong quyển lịch sử này của con cháu hãy cố gắng chăm chỉ dùng tâm mà bỏ sức mà kinh doanh ngoài chuyện ở trong lịch sử của cha mẹ tổ tiên con cháu phải cố gắng bỏ mồ hôi nước mắt cố gắng dốc sức ra còn phải dùng tâm kinh doanh Và trong lịch sử của ai vậy? Sao các bạn đều không có nghĩ đến chồng của bạn Vợ của bạn gì? Chúng ta nói Tu chung 10 năm mới đi cùng thuyền Tu chung trăm năm Mới ngủ chung gói Trước đây người xưa chúng ta Vợ chồng là một thể Tục ngữ nói đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn trước đây chúng ta nói phu sướng phụ tùy khi chồng của bạn anh ta thường hay nghĩ đến cuộc đời của tôi chính là bởi vì cưới được người vợ này Mới khiến sự nghiệp của tôi Mới khiến gia đình của tôi có thể có sự phát triển tốt như vậy Khi ở trong nghĩa lịch sử cuộc đời của chồng bạn Được ghi chép như vậy Thì người vợ này của bạn cũng cảm thấy không bị hổ thẹn với người chồng này khi vợ của bạn thường hay nghĩ đến chính vì tôi đã được gả cho người chồng này cho nên cuộc đời của tôi mới có thể được hạnh phúc như vậy mỹ mãn như vậy tôi đã từng gặp được mấy cặp vợ chồng chung sống với nhau rất tốt trong đó có một cặp chính là chú lư và vợ chú ấy vợ chú ấy khi gặp tôi Đều luôn khen ngợi đức hạnh của chồng Nhờ cách đối nhân Sự thế của chồng cô Khi tôi nghe thấy một người vợ khen ngợi chồng Chúng tôi cũng đều cảm thấy rất ngạc nhiên Bởi vì quá ít nghe thấy Cho nên vừa nghe Liền cảm thấy cảm nhận đặc biệt rất sâu Và giờ chú ấy liền nói Cô có rất nhiều việc vất vả Chồng của cô đều biết chủ động giúp cô làm Vì sao vợ của chú Lư Lại tôn kính chú đến như vậy Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên Chúng ta nói Lâu ngày Thấy lòng người Nhất định đều là Từng ly từng tí Bỏ công sức ra Chú Lư nói với tôi một câu nói Chú nói người chúng ta kết hôn Ta không có tư cách để yêu cầu vợ Phải đối xử tốt với cha mẹ mình Không có tư cách yêu cầu bạn phải đối xử tốt như vợ bạn đến mức cô ấy cảm nhận được chính là bởi vì có cha mẹ tốt như vậy mới sinh được một người con tốt gì để cùng ta yêu thương nhau cho nên ta phải cố gắng yêu cha mẹ của anh ấy bạn thấy làm đến mức gì khiến người ta cảm động cho nên trong lịch sử cuộc đời của vợ chồng chú đó đã vẽ lên bức tranh tình cảm chân thành cho nên chúng ta đứng trước tất cả bạn bè thân thích Thậm chí là đứng trước tổ tiên chúng ta Bậc thánh hiền của chúng ta Chúng ta đều phải tận tâm tận lực Nghĩa là Không hổ thẹn Với tổ tiên Không hổ thẹn với tất cả bạn bè thân thích Vào lúc này bạn thường xuyên Sẽ cảm thấy nội tâm vô cùng dạt dào Vô cùng an ủi Cảm thấy cuộc sống đời này không có uổng công Nếu như bạn thường hay có loại cảm giác dạt dào này Nhất định sẽ nghĩ đến câu nói của văn thiên tường Chúng ta hãy đọc nó một lần Sau khi chúng ta nghe xong những lời chia sẻ này Đọc lên ý gì của câu nói này Sẽ hoàn toàn khác nhau Được rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Cần đọc lớn lên nhé Nhân sanh từ cổ thùy vô tử Lưu thủ đang tâm chiếu hẳn thanh Được rồi Chúng ta vừa mới nhắc đến Đức hạnh của nước sông Từ thể giả như tư phụ Bất xả trú dạ Chính là nước không có một giây dừng nghỉ Thời gian cũng không có một giây ngừng nghỉ Bởi vì thời gian không một giây ngừng nghỉ thì chúng ta phải biết quý trọng thời gian Cố gắng tròn trách nhiệm của mình Cố gắng thành tựu cho tất cả bạn bè thân thích của mình Cho nên mới nhắc đến lưu thủ đang tâm Chiếu hãng thanh Vì nước còn có thể gợi ý cho chúng ta điều gì Chúng ta ở trong rất nhiều lời giáo huấn của Thánh Hiện Nhất là có một câu nói liên quan đến việc học tập là Học như bơi thuyền ngược nước không tiến, ác lùi. Bởi vì học như bơi thuyền ngược nước, từng giây từng phút phải nhắc nhở mình có đang ở trong tinh tấn hay là không. và chỉ cần lười biếng lập tức thì liền bị lùi lại phía sau ngay. Quả thật là hiện nay cái xã hội này là một cái thùng nhụm rất lớn. chỉ cần bạn hơi không cố gắng thì phong độ của bạn lập tức liền đi xuống cho nên nếu ở trong cái thời đại này hiện nay muốn có thể thành tựu được học vấn của mình thì nhất định phải tinh tấn bền bỉ không được phép ngừng nghỉ vậy nước còn có thể khiến bạn nghĩ đến điều gì hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại hữu dung nãi đại là tất cả trăm sông đều tập trung về biển lớn nó đều có thể bao dung có thể dung nạp cho nên đời người phải luôn luôn mở rộng tâm lượng của mình dùng cái tâm khoan dung để đối xử với mọi người khi chúng ta cảm thấy phiền não rất nhiều nhìn ai cũng dướng mắt nhìn ai cũng thấy là rất khó chịu vấn đề tuyệt đối không phải ở người khác mà vấn đề là tại mình cho nên bạn chỉ cần tâm lượng vừa mở ra thì chướng ngại liền loại trừ thật ra chúng ta nói đều là do người đó khiến tôi tức giận đi do người đó có lỗi với tôi cho nên thường thường sẽ hay tức giận là không thể bao dung tôi sẽ hỏi bạn hữu một vấn đề tôi nói theo logic mà nói không có người nào có thể bước vào nội tâm của bạn được lời nói này có đúng không theo logic bà nói Không có người nào có thể bước vào nội tâm của bạn Nhưng người thật sự làm tổn thương bạn là ai Là chính mình Sao các bạn thông minh như vậy chứ Rất có tánh ngộ rồi Bài của chúng tôi vẫn chưa giảng xong Tánh ngộ của bạn đã khai rồi Câu nói này rất có ý nghĩa Ai đang làm tổn hại chúng ta vậy Cho nên tôi cũng làm một cái thí dụ Cho họ nghe Tôi nói hôm nay bạn từ trong phòng làm việc bước ra vừa bước ra ngay đó gặp một người đánh bạn một bạc tay ngã xuống bạn vẫn chưa đừng thần lại được họ đã giận đùng đùng bỏ đi rồi trong tâm bạn nghĩ hôm nay thật xui xẻo có thể họ nhận nhầm người rồi bạn lập tức liền bỏ qua không trách anh ta một bạc tay không trách anh ta nhiều lúc hôm nay về đến nhà chồng của bạn uống rượu trạng thái thật không tốt đánh bằng một bạc tay cùng một bạc tay giống nhau bạn lập tức nói suốt đời này tôi sẽ không thể tha thứ anh Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh Cùng một bàn tay Giống nhau Mà hiệu quả khác nhau nhiều như vậy Xin hỏi ai tạo thành hiệu quả khác nhau nhiều như vậy Là chính mình đúng vậy Cho nên ai khiến chúng ta giận vậy Ai khiến chúng ta đau khổ Đều do mình cưỡng cầu Đều do mình chấp trước Cho nên không phải do người khác gây khó dễ cho chúng ta Mà do Tự mình gây khó dễ cho chính mình Khi người hiểu rõ cái chân tướng này Bạn mới dần dần hiểu được Cái gì cần phải buông xả Cho nên chúng ta thường thường Đều hay nói họ cần phải như thế nào Họ phải biết sao họ ngay cả điều này cũng không biết Kiểu nói này chúng ta thường hay nghe thấy Tôi liền lại nói với họ Họ giống dĩ là không biết Bởi vì Cái thời đại này đã bị mất đi Giáo huấn thánh hiện hai ba đời rồi cho nên con người căn bản của làm người làm không rõ ràng thật ra chúng ta nhìn thấy người như vậy đều cảm thấy họ rất đáng thương đâu còn thời gian để giận dữ với họ cho nên chúng ta nói người trước bất thiện không biết đạo đức do không được vậy chớ quở trách họ không nên quở trách họ mà nên càng đáng thương họ hơn họ ở chỗ đó tự cam lòng sa đọa tự đào mồ chôn mình mà lại không kéo họ lên Thì sau này họ sẽ rất thê thảm Cho nên vào lúc này không nên nổi giận với họ Trái lại cần phải sanh khởi lòng bao dung Sanh khởi tâm từ mẫn với họ Phải giống như biển lớn vậy Có bao dung mới lớn Chúng ta hãy thử xem Sông Trường Giang của chúng ta Sông Hoàng Hà của chúng ta Dòng nước lớn này liên tục chảy về đâu vậy Đều chảy về phía đông Chảy gì đâu vậy Đều chảy gì phía đông Tuy đó có muôn trùng gặp ghềnh Nhưng mục tiêu của nó có thể thay đổi hay không Không có Mà lại trước sau tuôn chảy gì phía đông Đại biểu một người rất có chí hướng Chí hướng không đổi Nhưng mà có thể chạy thẳng ngang qua được hay không Không được Đời người đâu có thể thuận lợi như vậy được Đời người chuyện bất như ý Thường chiếm đa số vào lúc này núi không chuyển thì đường chuyển đường không chuyển thì người tự mình chuyển cho nên có khi phải công chúng ta nói phải biết co biết duỗi có lúc cần phải biến thông thì phải biết biến thông phải biết thuận theo thời thế mà làm nhưng mà luôn luôn biết rất rõ mục tiêu ở đâu ở phía đông mục tiêu ở thành tựu con trẻ Mục tiêu ở thành tựu người có duyên quanh mình Cái mục tiêu này không thay đổi Nhưng mà làm sao làm được Tùy lúc tùy nơi cần xem xét tình thế Cho nên sông Trường Giang của chúng ta Sông Hoàng Hà của chúng ta Rất nhiều sông lớn của chúng ta Đều là rất có chí hướng trôi chảy về phía đông Khi bạn nhìn thấy một hồ nước trong suốt Có thể nhìn thấy đáy như vậy Ở trong cửa Phật lúc cúng tế chúng ta mỗi ngày lễ phật xong đều có rót một ly nước trong cái ly nước trong này có phải để phật uống hay không không phải cái ly nước này điều quan trọng nhất là phải nhớ kỹ lời chỉ dạy của phật bồ tát nói với chúng ta luôn luôn nhắc nhở tâm của chúng ta có trong suốt giống như nước hay không hay là bị ô nhiễm Khi bị ô nhiễm rồi Phải làm thế nào? Phải mau mau loại bỏ ô nhiễm đi Khi tâm con chưa bị ô nhiễm Phải phòng ngừa ô nhiễm Lúc chúng ta bước vào sân môn Có phải thấy Có tứ đại thiên dương hay không? Thiên dương đa văn phương Bắc Tay cầm là gì? Là dù che mưa có phải ngày thích cầm dù che mưa Hay là ngày thích thu thập dù che mưa hay không Không phải Thiên dương đa văn Là đại biểu Cho khi ở trong cái xã hội hiện đại bùng nổ tri thức này Phải biết phòng ngừa những tư tưởng Quan niệm sai lầm này Khiến bạn ô nhiễm Cho nên một người không phải trước tiên Cần xem thật nhiều sách Mà một người trước tiên Cần có khả năng phán đoán của lý trí Họ mới đi hấp thu rộng rãi tri thức Mà muốn xác lập lý trí và khả năng phán đoán Của một con người cần dùng phương pháp là gì? Cần học tập kinh điển thánh hiền Mới có khả năng tạo ra khả năng phán đoán Chứ vậy Cho nên cái ly nước này nói với chúng ta không được bị ô nhiễm Cần phải phòng ngừa ô nhiễm Sau đó phải xem xem tâm của mình có thanh tịnh hay không Tâm của một người Chỉ cần thanh tịnh rồi thì trí huệ họ liền khai và chúng ta thường hay lấy nước để rửa sạch rất nhiều đồ dơ bẩn cho nên nước cũng đại biểu cho giáo dục giáo hóa nên những tư tưởng quan niệm sai lầm của chúng ta tẩy rửa sạch sẽ cho nên cái nước này quả thật là trong khi chúng ta có tánh ngộ thì có thể thể hội được từ trong nước rất nhiều đạo lý làm người xử thế vừa mới nói đến người thiện người ác đều là thầy thậm chí là trời đất dạng vật là thầy về những sự việc mà bạn gặp phải cảnh giới cũng là thầy cảnh giới mà chúng ta gặp phải không ngoài hai loại một loại là thuận cảnh một loại là nghịch cảnh đạo đức học vấn của một người có phải trốn vào trong núi mà thành tựu hay không có phải không tuyệt đối không phải đạo đức học vấn của mọi người đều là từ trong đối nhân xử thế không ngừng rèn luyện không ngừng nâng cao gọi là trải qua sự để luyện tâm ngày nay chúng ta đã học Đệ tử quy nói Phạm là người đều yêu thương Thói quen giống dĩ Nhìn thấy loại tình huống này Thì nóng giận lập tức nổi lên Bỗng nhiên nghĩ đến phàm là người đều yêu thương Thì liền nén giận xuống Đây chính là trải qua sự để luyện tâm Cho nên một người Khi tiến bộ nhanh nhất Là thuần cảnh hay là nghịch cảnh gì Khi gặp nghịch cảnh Cho nên phải cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn khó khăn Cảm ơn tôi luyện nếu không như vậy Thì tiềm năng của chúng ta Trí huệ của chúng ta Không thể rèn luyện để khai mở ra được Trong khi chúng ta có loại thái độ này Thì sẽ không sợ khó khăn Biết tôi luyện bản thân Biết nâng cao cảnh giới của mình Cái gọi là ngọc không mài dũa Không thành đồ hữu dụng Người không học Không biết nghĩa Sau này đứng trước nghịch cảnh cũng là thầy Thuần cảnh sẽ khiến người ta dễ dàng mất phương hướng nhất Tất cả việc sai lầm Có lẽ đều tạo ra ở trong lúc thuận cảnh Cho nên đứng trước thuận cảnh Phải biết luôn luôn nhắc nhở mình Không được phép buông thả Không được phép tự đại Phải luôn luôn nhắc nhở mình Ta có được thuận cảnh như vậy Là do bao nhiêu người dung đắp cho ta Phải thường mang lòng cảm ơn Như vậy thuận cảnh nghịch cảnh đều là thầy Tốt rồi hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi cảm ơn mọi người No.